Mấy người phải lao động ở đây cho đến khi nào đủ tiền tôi mới cho về đất liền. Đây đây đây, giúp nè giúp nè. Làm việc xong chưa mà nằm lăn ra vậy hả? 1, 2, 3. Được chưa dạ? Được rồi. Biển trời quên ta. Anh Chi, đây là lần đầu tiên luôn á. Đầu tiên gì? Lần đầu tiên anh gọi tên tôi. Nam Phong mà, có lẽ là lúc này mình rất được muốn nói với Phong sự thật mà mình đã cố gắng che giấu suốt những ngày qua. Mình chính là Võ An Chi, là mối tình đầu của Phong nè. Tôi chính là